Ung thư vú là loại ung thư phổ biến và nguy hiểm hàng đầu ở nữ giới. Ngày nay, độ tuổi ung thư có xu hướng ngày càng trẻ hóa, thậm chí có những bệnh nhân bị ung thư vú khi chỉ hơn 20 tuổi. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị sớm, tiên lượng cho bệnh sẽ rất tốt. Do đó, phụ nữ bình thường không có triệu chứng, ở độ tuổi từ 30 đến 60 cần chủ động phòng tránh, tầm soát định kỳ là phương pháp hiệu quả để phát hiện mầm bệnh tiến triển. Đây là một cái phương pháp bây giờ rất nhiều bệnh nhân lựa chọn, đó là phương pháp sinh thiết vú hút chân không. Chúng ta sử dụng những cái phương tiện hiện đại, đó là sử dụng máy siêu âm để chúng ta định hướng vào khối u, sau đó dùng một cái kim vào để chúng ta có thể là cắt và sau đó hút toàn bộ khối u ra. Đây là một cái phương pháp mà ít xâm lấn, gần như có thể coi là không xâm lấn. Khi mà chúng ta sử dụng một cái kim và làm định vị dưới hướng dẫn siêu âm thì thứ nhất đó là cái thẩm mỹ của bệnh nhân được đảm bảo, không để lại sẹo. Vì thực ra với phụ nữ thì nhiều khi cái việc này rất là quan trọng để đôi khi làm họ tự ti. Cái thứ hai đó là dưới hướng dẫn của siêu âm thì đường vào thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được các cái biến chứng, ví dụ như vào mạch máu hoặc là vào phổi. Và cái đặc biệt nữa đó là làm định vị dưới hướng dẫn siêu âm thì hoàn toàn là chúng ta có thể kiểm soát được cái khối u đó để chúng ta có thể cắt và hút toàn bộ cái khối u và bệnh nhân có thể thấy được ngay lập tức. Một cái ưu điểm nữa là chúng ta có thể tiếp cận được những cái vị trí khó, ví dụ những cái vị trí mà có thể mà làm những phương pháp truyền thống bệnh nhân rất là đau, ví dụ như ngay dưới lưng vú chẳng hạn, thì cái việc là đường đi vào dưới đấy là nó sẽ rất là khó, bệnh nhân rất là đau thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tránh được những cái vị trí nhạy cảm đó và chúng ta có thể lấy được và điều trị được u. Mình phát hiện ra u là do đi khám bệnh định kỳ cùng với cơ quan ấy. Từ lúc phát hiện ra có u thì mình sợ, tại vì là mình cũng không biết là trước đây thì mình cũng không biết là nghĩ là mình có u tại vì còn trẻ, không nghĩ là bản thân mình sẽ có u sớm như thế. Và phát hiện ra u thì mình cũng sợ, không biết là u sẽ lành hay u ác. Và mình đã đến liên hệ bác sĩ Linh, tại vì bác sĩ Linh là bác sĩ quen của một cái chị làm cùng với mình trước đây. Và bác sĩ Linh tư vấn cho mình một phương pháp mổ như thế này. Các bước thực hiện sinh thiết: sát khuẩn vị trí can thiệp, gây tê tại vùng thực hiện sinh thiết, sử dụng máy siêu âm để có vị trí chọc kim mavotome thuận tiện nhất, chọc kim sinh thiết để lấy mẫu bệnh phẩm được lấy ra, sau đó sẽ được gửi đi để xét nghiệm là u lành tính hay ác tính, dựa vào đó sẽ xây dựng phác đồ điều trị cho từng người bệnh. Mổ bằng phương pháp này thì mình không thấy bất tiện gì trong quá trình mổ cả, thì mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng thôi, không đau đớn gì cả, mất máu rất là ít và hiệu quả thì thấy được rõ rệt ngay lập tức là cái u hết luôn đi. Chuyên khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Medlatech triển khai áp dụng kỹ thuật mammotome sinh thiết vú với nhiều ưu điểm vượt trội, tính thẩm mỹ, độ chính xác cao, giảm thời gian xâm lấn tối thiểu. Với gần 25 năm thành lập và phát triển, Medlatech hội tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm để thăm khám và điều trị. Khách hàng sẽ được thăm khám kỹ để quyết định thực hiện phẫu thuật phù hợp.